Vâng, hôm nay Minh Dưỡng lại quay lại nhà anh Lê Hà để quay lại quay ba tác phẩm Kỳ Đá do anh Tiền Đá Kỳ Đá trên ba tác phẩm Cây Xanh. Rất tuyệt vời. Đây là một hòn đá nguyên hòn ký và một cái cây hai thân dáng siêu. Làm một hòn đá nguyên hòn mà ký một tác phẩm như này, sự hòa nhập và bắt dáng rất là cần thiết. Khi bắt được dáng mà hợp với cả cây thì ký đá một hòn rất là tuyệt vời. Ấy, quý vị nhìn xem sự tự nhiên hang hốc, và một hòn đá đã thể hiện nguyên một tác phẩm Cây Xanh rất là kỹ mỹ thuật, thể hiện người thợ đá rất tài tình khi sở lý những hòn đá phối với cả cây rất tuyệt vời. Và đây đây cũng là một tác phẩm mà trước Minh Dưỡng cũng đã nói rất nhiều, một cây trực cổ rất là già và cũng xử lý một cái bãi đá, và bây giờ là bãi đá đã xong, chúng ta chiêm ngưỡng lại sau khi bãi đá đã ký vào một cái tác phẩm Cây Xanh cổ rất đẹp. Sự hang hốc tự nhiên của bãi đá tôn thêm vẻ đẹp của tác phẩm rất là nhiều. Một tác phẩm mà hứa hẹn một tương lai không xa sẽ là một tác phẩm rất quý và rất là nhiều triển vọng. Chúng ta nhìn xem một cái bãi đá rất tự nhiên hang hốc, cũng như là sự tài ba tài tình của người thợ nghệ nhân làm đá đã ký hòa quyện vào cái bệ rễ của một cây xanh cổ rất tuyệt vời. Tuy nhiên cây xanh này cũng đang trong thời gian tạo tác, cần có một thời gian vài năm nữa thì cơ bản mới được hoàn thiện. Đây, mặt này đây, chúng ta xem mặt này cũng rất là tuyệt vời. Mỗi một mặt, mỗi một góc, một vẻ rất tự nhiên. Ngay kể cả trong những cái thân cây, người thợ đá cũng rất tỉ mỉ, tạo tác rất uyển chuyển, đảm bảo sự tự nhiên nhưng vẫn sẽ có những cái khoảng đầy đặn tạo nên từ đá phối và cây rất tuyệt vời và tự nhiên. Đây, sự hang hốc, sự tỉ mỉ của người nghệ nhân làm đá hòa quyện ăn khớp vào mấy những từng thớ rễ của cây. Rất tuyệt vời. Một cây xanh cổ rất già, đúng lối cổ. Một cái thềm đá cũng rất đẹp. Mỗi một góc độ, nhìn từ góc độ nào cũng có những cái vẻ hang hốc rất tự nhiên, cổ kính của cái bãi đá. Và đây, tiếp theo một tác phẩm nữa cũng đã được hoàn thiện. Trước Minh Dưỡng cũng đã giới thiệu ba tác phẩm này, nhưng lúc đó con đang làm giờ. Hôm nay Minh Dưỡng quay lại và giới thiệu cho quý vị sau khi đã được hoàn thiện làm đá xong ba tác phẩm Cây Xanh cổ này. Đây, quý
Quý vị nhìn cái bãi đá này cũng thế, lại một led làm độc đáo, ba bãi, ba phong cách khác nhau. Tuy nhiên, người thợ đá giỏi khi người ta nhìn vào cái bố cục của cây, bệ rễ, người ta bắt dáng làm sao để bắt cái dáng bãi đá hòa quyện cùng đồng màu, cũng như là cái sự hòa quyện giữa thân bệ rễ và bố cục cộng hưởng vào cái bãi đá, để làm sao nó tôn được tổng thể và rất nhất là tôn được cây lên rất là nhiều. Đây là một cái bãi cũng như vậy, rất là tự nhiên và đảm bảo vẫn rất nhiều những bệ rễ cổ kính hòa quyện vào như đã ký rất là lâu. Sự cầu kỳ tạo tác của những nghệ nhân làm đá, nhất là nghệ nhân tiền đá, là một nghệ nhân cũng chuyên nghiệp làm đá, thì làm một cái bãi đá như này rất cầu kỳ công phu, tạo tác từ những đường đi thớ và đường chạy của những cái rễ, tạo làm sao cho sự cổ kính và như là mình đã ký rất là lâu rồi. Và sự hài hòa đưa nét tự nhiên vào hang hốc như một non bộ. Ngoài đại dương, đấy, quý vị xem, rất tự nhiên và rất là có nhiều cảm xúc chiều sâu trong cái bãi đá này. Và hôm nay Minh Dưỡng giới thiệu cho quý vị các bạn hoàn thiện ba bãi đá mà Minh Dưỡng đã chia sẻ cho quý vị. Hôm nay Minh Dưỡng ra và quay rất tuyệt vời khi đã làm xong, nhưng may mắn là vẫn chưa phủ ni lông để đảm bảo độ ẩm để cho bệ rễ phát triển tốt. Chắc có lẽ từ giờ đến tối thì sẽ phủ ni lông và ủ chăn để tạo cho cái bộ rễ phát triển. Sự cầu kỳ công phu tạo tác từ bãi đá đến người thợ nghệ nhân làm cây phải hòa quyện và gắn kết được với nhau, tạo nên một tổng thể rất là tuyệt vời, rất là cổ và tự nhiên, có rất là nhiều cái nét xưa, hoang, sâu, tạo nên một cái tác phẩm cổ kính. Đây, quý vị bạn xem, hang hốc rất tự nhiên, từ đá trơn, đá thâm thủy và đá đá bọt phối kết hợp với nhau, kể cả đá cuội rất là đẹp, tạo tác rất là nhiều loại đá cho một cái bãi đá này, nhưng vẫn hòa quyện và ăn khớp được với nhau. Ok, và Minh Dưỡng chia sẻ cho quý vị ba tác phẩm này, hy vọng quý vị xem, hãy comment và chia sẻ cho mọi người được biết nhiều hơn, và nhớ hãy đăng ký kênh Bonsai Minh Dưỡng trên YouTube để Minh Dưỡng chia sẻ được nhiều những video mới và chia sẻ những kinh nghiệm về nghệ thuật cây cảnh cho quý vị và các bạn xem và thưởng thức. Ok, Minh Dưỡng xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị, các bạn.
những video kế tiếp. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.